Thêm hình ảnh trong phòng học tương tác trên Eduline. Trên Eduline, để chèn hình ảnh vào nội dung giảng dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, chọn công cụ chèn hình ảnh. Sau đó, chọn vào ô tìm kiếm và nhập nội dung tìm kiếm mong muốn. Kết quả tìm kiếm được lấy trực tiếp từ nguồn Google. Chọn ảnh phù hợp và chọn nút xác nhận. Bạn cũng có thể tải ảnh lên từ máy tính cá nhân bằng cách chọn vào công cụ chèn hình ảnh. Sau đó, chọn nút tải lên ở góc dưới bên trái. Rồi chọn hình ảnh từ máy tính cá nhân. Như vậy, bạn đã có thêm hình ảnh thành công. Chúc bạn thao tác thành công. Eduline.